Xin chào cho em chú bác quan tâm kia đi qua thôi nè. Nãy giới thiệu với anh cho em chú bác mình chiếc Nicola Valentino nè em ha. Con này form điện khía nè em nha, nhưng mà chất nó là chất thợ lặn, rất là VIP luôn nè em ha. Bình thường những cái form mà thanh lịch đó nó chỉ có khả năng chống nước dao động 5 ATM nè em ha. Con này nó tới 200m, 20 ATM lận nè em ha. Tuyệt vời luôn ạ. Dây khóa nguyên zin nha. Con này thì nó là nó ghi bảo si nhưng mà cái chất lượng nó rất cao nên yên tâm nha. Con này nó chạy pin lớn 2016 ha. Dây khóa zin này. Cái bát hơi sức nhẹ tí thôi, cái này anh em để đeo luôn không ảnh hưởng ở phía dưới, còn nếu không thì đánh bóng tí là nó ok thôi. Kính sức sơ sơ thôi nên không đáng kể, đã qua sử dụng đèn khía còn rất là sáng luôn nha. Anh em mà thích thanh lịch thì thường lúc nào cũng có một cái phong đèn khía trong bộ sưu tập mình. Nó con này dây nó 18 nên nha, đẹp tuyệt vời ha. Những cái mẫu của CDN đèn khía thì thường nó cái chất nó không có tới 200m em ha, tại vì nó trang bị cho mình một cái núm ren nữa nè anh em nha. Đỉnh luôn ha, con này size 36 á. Form này nó làm theo form của Rolex này mà size 36 á. Luôn đúng của nó là 38.5. Càng của nó là 45 luôn. Đó, chiếc này giá 550.000 nha. Cảm ơn chị em mình đã xem clip ha. Xin chào chị em mình nha.